dù đỉnh cao của dàn cast tham gia Sao Nhập Ngũ 2022. Sau khi tập 1 của Sao Nhập Ngũ 2022 lên sóng thì đã có rất nhiều khán giả lập tức bày tỏ sự yêu thích nhiệt liệt với chương trình. Ngoài những phân cảnh cười ngã nghiêng hoặc nghiêm túc, nhan sắc của dàn sao cũng trở thành chủ đề bàn tán. Dù là bà mẹ bỉm sữa, song ngoại hình của Hòa Minzy trông chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi, dịu dàng với mái tóc đen, làn da trắng. Nổi tiếng với gương mặt khả ái, Cara Phương được đánh giá là có nhan sắc trẻ trung, visual không kém gì Hòa Minzy. Rạng danh siêu mẫu với những bước catwalk quyền lực thần thái, nhưng khi Minh Tú bớt ít son phấn, trông cô hiền dịu và mộc mạc hơn hẳn. Hễ thấy bù ca tấu hài, rất ít người có thể nhịn cười trước độ duyên dáng dễ thương của nữ diễn viên. Khác với diện mạo của một streamer đình đám, Độ Missy gây ấn tượng với vẻ ngoài gọn gàng, thiện cảm và chân phương. Trong khi đó thì Anh Tú và ST Sơn Thạch gần như không thay đổi so với khi bước lên sân khấu. Cuối cùng thì Duy Khánh lại túc tác vẻ ngoài trông hệt như tài tử Hàn Quốc.